Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với một tuần trước nghỉ Tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống giám sát thông tin trên không gian mạng cũng đã ghi nhận các thông tin tiêu cực về đất nước, con người Việt Nam. Các lãnh đạo đảng, nhà nước, các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã chủ động phối hợp với các mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới để xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, thông tin giả. Hệ thống này cũng đã tiếp nhận 394 phản ánh về tin nhắn rác, tăng 11% so với năm trước. Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Cục An toàn Thông tin đã hỗ trợ ứng cứu 41 sự cố an toàn thông tin mạng. Đây đều là những sự cố được đánh giá ở mức trung bình và thấp, không gây hậu quả bởi công tác đảm bảo an toàn thông tin đã sớm được chuẩn bị và triển khai quy củ. Thưa quý vị, dù ai đi lễ trăm miền không bằng cầu lễ tháng riêng Đền Và. Đền Và hay còn gọi là Đông Cung, tọa lạc tại thôn Vân Gia, phường Trung Hưng tại thị xã Sơn Tây, là một cung trong tứ cung của xứ Đoài, thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đền Và đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Năm 2016, lễ hội Đền Và, lễ hội lớn nhất của cả vùng xứ Đoài, đã vinh dự được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm nay là năm chính hội Đền Và được tổ chức với quy mô lễ hội vùng, dự kiến lượng du khách tham gia lễ hội lên tới 3-4 vạn người. Để lễ hội diễn ra an toàn đúng quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của các tầng lớp nhân dân, thị xã Sơn Tây đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội. Cách đây 6 tháng, chúng tôi đã yêu cầu các ngành phải xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án, và chúng tôi tổ chức họp định kỳ hàng tháng, và đặc biệt là trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi cũng đã họp và rà soát rất kỹ. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành hương chảy hội, Công an thị xã Sơn Tây bố trí gần 300 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung chủ lực vào hai ngày lễ chính là 14 và 15 tháng Giêng. Công an thị xã đã phải triển khai tất cả là 16 chốt trên các tuyến đường, cung đường mà lễ rước thánh đi qua. Trong đó cái trọng tâm chính là cái đưa thánh qua sông, và chúng tôi đã phối hợp với tất cả các lực lượng. Đầu tiên là hai chính quyền hai địa phương là huyện Vĩnh Tường và thị xã Sơn Tây trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác chuẩn bị các cái phà xà lan để đưa người dân cũng như đưa thánh rước thánh qua sông. Thì chúng tôi đã huy động là 15 cái xà lan của lữ 45 là cùng các cái phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đề phòng, công tác cứu nạn cứu hộ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi Đền Và, tôi thấy không gian ở đây rất là xanh tươi và thanh bình, thì thấy an ninh rất là tốt, có cả các chú công an canh gác từ ngoài cổng. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi đi cầu sức khỏe cho gia đình và cho sự nghiệp công ty phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, lễ hội Đền Và năm nay hy vọng sẽ diễn ra an toàn, đúng quy định và là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa, góp phần đưa Sơn Tây trở thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch, nghỉ dưỡng, đô thị vệ tinh cửa ngõ Tây Bắc, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, vào dịp đầu xuân năm mới thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân để đi lễ tăng cao. Đáng nói là hành vi đổi tiền đã được cảnh báo là trái pháp luật với những quy định cụ thể. Tuy nhiên thì đến hẹn lại lên, năm nào tình trạng này cũng nở rộ, và nếu không cảnh giác thì người dân dễ rơi vào bẫy đổi tiền. Theo cơ quan chức năng, trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng tìm được hàng loạt hội nhóm đổi tiền lẻ, tiền mới. Các đối tượng lừa đảo liên tục đăng tải bài viết với những lời mời chào hết sức hấp dẫn như phí đổi thấp, cam kết tiền thật, tiền nguyên series. Các đối tượng còn sẵn sàng giao hàng tận nơi, người đổi tiền được yêu cầu kiểm tra trước khi nhận hàng. Sau khi tìm được con mồi, chúng yêu cầu đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền cọc hoặc giao cho nạn nhân tiền giả. Trường hợp khác, các đối tượng rút lõi cọc tiền giao cho khách. Số tiền người mua nhận về không còn nguyên vẹn, thiếu tờ series đẹp, dù cam kết nguyên thép. Nhiều nạn nhân vỡ mộng, không biết kêu ai, kẻ lừa đảo cao chạy xa bay. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân bạn bè cảnh giác trước những dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới với mệnh giá nhỏ trên mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang và các trách nhiệm pháp lý có liên quan đến việc đổi tiền không đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.